với một người con gái, có thể là một trẻ em rất là nhỏ, nhưng khi mà thể hiện được một cái bản nhạc Việt Nam tới đâu, khi em hát mà hai dòng lệ rơi, thưa quý vị, một hình ảnh rất là đặc biệt, một hình ảnh có thể nói lên được rằng là cái tình yêu nước Việt Nam của chúng ta, cái tinh thần tranh đấu để chống ngoại xâm của chúng ta, không hẳn chỉ là trong những người quân nhân, không hẳn chỉ trong những người cao niên lớn tuổi, mà ngay từ trong tâm huyết của những đứa, những trẻ em Việt Nam, thưa quý vị. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải nuôi dưỡng những cái mầm măng này. Những cái mầm măng này là những người lãnh đạo và lãnh cho tương lai của chúng ta sau này. Vì vậy một lần nữa xin quý vị cho bé Victoria một tràng pháo tay thật lớn. Anh rất là cảm ơn bé Victoria. Thank you very much.